Tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Địa Độc Đáo của Trần Chiến. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt thời gian on delay và thời gian up delay với con biến tần INVT 2,2 kg, GD INVT GD 20 ha, 2,2 kg, vào 3 pha và ra 3 pha. Đây là một cái tủ rất là cũ. Cái tủ này gồm những cái đèn báo pha đỏ vàng xanh, đèn báo màu xanh, cái biến trở 10 kg, công tắc xoay 3 vị trí, công tắc xoay 2 vị trí, nút khẩn cấp, nút nhấn on up. Ok, bây giờ mình sẽ mở lên để ở đây nó đủ 3 pha nè, đủ 3 pha. Mình sẽ mở ở trong cho các bạn xem. Thì đây là cái phần ở bên trong này. Thì chúng ta sẽ điều khiển cái biến tần, hiện tại biến tần này là mình điều khiển qua cái công tắc xoay 3 vị trí và cái biến trở 10 kg, và cái nút nhấn on up để mở cái khởi động từ cấp nguồn cho cái biến tần. Đây. Thì mình không nói về cái phần đấu nối ở trong cái tủ điện này. Đây là của một cái người bạn đi trước, người ta đấu. Thì mình ở đây mình thay cái biến tần chứ mình không tác động về các cái phần khác. Cái nguồn cấp chính của nó là qua cái khởi động từ MC22A, cấp qua cái biến tần. Về phần biến tần thì cái đấu nối cơ bản thôi. RST là mình cấp nguồn nè, UVW là ra cái motor 2,2 kg. Đồng thời các tiếp điểm như là S1, S2. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem S1, S2 cơm là chạy thuần nghịch ha. Và GND AI2 10V là để điều khiển về tần số nha. Thì tất cả này nó chạy ngoài hết. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái này lên, mở nguồn cho biến tần. Thì mình bấm ở đây à, bây giờ cái nguồn biến tần đã có rồi. Rồi điều khiển thì việc điều khiển mình điều khiển qua cái biến trở nè, tăng giảm tần số và cái công tắc xoay chạy thuận nghịch ha. Rồi đây thì biến tần hiện tại là 50 hertz và mình thay đổi cái biến trở này nè. Mình chỉnh cái biến trở này. Đây mình chỉnh cái biến trở nè cho nó nhỏ lại. Ha. Khoảng 11 hẹp. Và bây giờ mình cho mở chạy thuận nè. Đấy. Ha. Mở chạy. Chạy nghịch đó, mình cho mở chạy nghịch. Đấy. Rồi mình tắt. Rồi. Thì đó là cái phần cơ bản của cái biến tần mà mình lắp vào. Cái biến tần 2,2 kg này. Thì ở đây mình không điều khiển ở trên bàn phím, không run stop trên bàn phím luôn. Thì các cái điều khiển cơ bản của nó rồi mình sẽ nhắc lại. Thứ nhất là mình sẽ cài là B00.01 là bằng 1 để nó chạy là bằng tín hiệu ngoài ha. Ok. Và đồng thời mình cài là B00.06 sẽ bằng 2. Bằng 2 ha. B00.07 sẽ bằng 3. Bằng 3. Thì mình cài B00.06 để mình chạy ở ngõ AI2, GND AI2 và cộng 10V. Giờ dùng qua biến trở ngoài ha, thì mình phải cài thông số đó. Đồng thời thì chạy thuận nghịch, cài thuận nghịch thì mình ở cái thông số là B05,
Này mình nhắc lại thôi. B0501 nha. Thì mình cho bằng 1 là nó sẽ ra là xuất cái cộng x1 là chạy thuận. B0502 bằng 2. Bằng 2 là xuất cái cộng x2 là sẽ chạy nghịch. Cơm mà nối với x2 thì sẽ chạy nghịch. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình đi đến cái phần quan trọng của cái video này, đó chính là cái phần là điều khiển là thời gian on delay và off delay. Và thời gian on delay, off delay này mình sẽ điều khiển ở một cái chân là x1 thôi. Thì mình sẽ đến cái thông số nào? Đó chính là cái thông số là B05.14. Các bạn lưu ý nha. B05.14. Ở đây bình thường là nó là không dây. Mình có thể di chuyển bằng cái phím shift nè. Mình có thể tăng lên 8 giây. À, bình thường nó không ha. À, và cái thời gian mà B05.14 là thời gian on delay nha, thời gian on delay ở chân S1. Và B05.15 là thời gian off delay ở chân S1. À, thời gian off delay mình chưa cài. Ok. Cho mình thoát ra. Và mình sẽ mở cho các bạn xem. Đó là khi có cái tín hiệu run. Cái tín hiệu run này. Mình mở nè. Khi có tín hiệu run rồi. Này là chân chân X2. Mình kích là chân X1 nha. Kích là chân X1. Đó, mình đã kích ở chân S1 rồi. Đó, thì khoảng là 8 giây thì cái động cơ trên này nó mới hoạt động rồi. Nó cho cái động cơ bằng tải lăn 8 giây ha. Bây giờ mình tắt thì nó lập tức nó giảm xuống liền nha. Cái này trong một số trường hợp thì mình sẽ sử dụng nó. À, đây là thời gian on delay. Đây mình sẽ cho các bạn xem luôn là mình mở nè. Đây là mình sẽ bật qua phía bên đây nè. Rồi ha, mình bật rồi. Thì ở đây nó chưa chạy nha. Chưa chạy. Khoảng 8 giây sau thì nó mới hoạt động. Đó. Bây giờ nó mới hoạt động rồi. Đó là thời gian on delay. Thì mình tắt. Là ở cái thông số là B05.14 nha. Thông số này bây giờ mình thay đổi nó xuống là bằng 0 nè. Là nó sẽ hoạt động liền. Rồi, cho các bạn xem. Giờ mình mở ha, mình mở công tắc nè. Thấy chưa, nó chạy liền. À, không có thời gian on delay gì ở đây cả. Nếu mình cho nó bằng 0. Rồi bây giờ mình tắt. Tiếp tục là cái thông số là B05.15 là thời gian off delay. Thời gian off delay này thì mình cũng có thể thay đổi nè. Mình cho nó bằng 5 giây đi. Data enter. Rồi ok. Thì bây giờ là mình sẽ cho nó chạy. Mở cho nó chạy. À. Mở cho nó chạy thì đây băng tải nó chạy nè. Tại chạy. Và khi mình tắt đi thì nó không tắt liền. Mà khoảng 5 giây sau mình đã tắt rồi nha. À, 5 giây sau nó mới tắt. À, đây mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn. Đây ha, bây giờ mình sẽ mở là nó sẽ chạy nè. Đó, nó sẽ chạy nè. Rồi. Đó, nó chạy. Rồi bây giờ mình tắt nè. Tắt rồi đó. 5 giây sau. Đó, các bạn thấy là off delay ha. Và cái này nó được ứng dụng nhiều trong công nghiệp với một số cái mục đích khác nhau nha. Vâng, và hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần tới ha. Xin chào các bạn.